thấy đau bụng quá thì mẹ. Em quay mấy mình nghĩ lúc nào cho bài thêm. Nghe nói nó khóc luôn nó sợ. Hổng sủa quá. Mi ơi. Yeah. Em bảo tiến thì tốt nhất chạy bộ. Bộ thật. Lên tận tiếng máy hồ ấy. Chạy về. Đầy tiền rồi, xin tiền rồi đi. Mong cho. Anh đập tiền vào người em có đẹp không? Hôm nay có đẹp hơn con đấy. Trời, không phải đập mà nó đẹp. Tại vì nó chưa có chồng. Nó chưa có con thì em để cho anh hai đứa con nữa thôi. Trước khi có con thì em có gầy không? Có. Có. Nên em muốn thích anh có yêu em không? Xong rồi xong kể cái kia em giảm cân xong rồi. Không có mà xong cứ rủ em ăn không, đi ăn không. Biết em thèm bỏ mẹ ra cứ rủ đi ăn không. Đau ruột quá. Đã mệt rồi phải cười đi. Mày không hiểu đâu. Tử thân gì béo.